Rồi thân ái mến chào quý anh em bà con cô bác, hôm nay em quay giùm cho bạn bán cái máy Yanma 3T84 đời phát điện, không phải phát điện hồi sáng mà đời này đời phát hàng. Bây giờ bà con chụp inox đầy đủ hết trơn, đèn cầu inox hết trơn, có chiến dịch inox mới mà vừa mua hôm mấy ngày luôn, ông 49 máng u dập thành cao. Máy còn khá là nhạy á. Lớn quá, máy không đủ tải. Và tên 84 giá chỉ 10 triệu thôi nha bà con. Không cần bán thì giá nó rẻ, chứ nếu mà không cần bán giá này cũng không có dưới 10 triệu được. Nhân cầu inox 100% hết. Có chảy nước inox, đây cầm inox đầy đủ hết. Khóa đề đầy đủ thôi, chỉ không có bệnh thôi, về đề đầy đủ. Chân dịch mới năm là dư vốn 10 triệu rồi, anh em bằng ăn năm dư sức. Thoải mái, giá này giá 10 triệu cái kìa. Đây đây em chuyên bán hàng mới không à. Em không có đăng ký kinh doanh hàng bán máy cũ. Nhưng bán nếu bán máy cũ thì cũng loại này cũng dễ bán. Đèn cầu inox hết trơn. Bà con nào nhu cầu sử dụng cứ alo qua cho em cũng được, 0918782120. Để em bán chứ bán hộ nha bà con. Bà con có thể xem máy trực tiếp tại số điện thoại của em cũng được, 0918782120. Rồi, cảm ơn bà con.